Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground, lịch sử thế giới. Có lẽ trong một vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến một làn sóng cách mạng chưa từng có trong các cuộc chiến tranh. Vì sao mình lại nói như vậy? Đó là bởi vì cuộc xung đột Nga và Ukraine hiện nay đang làm cho những loại vũ khí tân tiến nhất của phương Tây trở nên lỗi thời. Cuộc chiến này càng kéo dài sẽ càng làm cho Mỹ và đồng minh phải chạy đua để phát triển công nghệ mới. Qua đó thì sẽ khai sinh ra những loại vũ khí mới, thậm chí là có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vậy thì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang gây sức ép buộc Mỹ phải chạy đua chế tạo vũ khí mới như thế nào? Và những thay đổi sắp tới sẽ to lớn tới đâu? Tê liệt vì tác chiến điện tử, một cuộc cách mạng đang tới gần. Trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng nhìn vào danh sách những vũ khí này. Đạn pháo thông minh M928 Excalibur, tên lửa chiến thuật của lục quân Earthtime và bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB. Tất cả chúng đều có một điểm chung, nó đều là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ, với độ chính xác cao, được tích hợp từ những công nghệ thông minh tiên tiến. Và trong vòng một năm qua thôi, chúng đã được chuyển rất nhiều tới Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng, trái ngược với mong đợi, tỷ lệ trúng đích của những loại vũ khí thông minh trên đã giảm mạnh tới tận 91% khi tham chiến tại mặt trận Ukraine, khác hoàn toàn khi đối đầu với những kẻ thù ở Trung Đông. Vũ khí Mỹ tại Ukraine đã dơ dụng, đã bắn chệch hướng khỏi mục tiêu khi đứng trước một thứ vũ khí mới của Nga mang tên tác chiến điện tử. Tình hình nghiêm trọng tới mức mà một cựu quan chức Lầu Năm Góc cho rằng Nga và các đối thủ khác đang vượt mặt quân đội Mỹ trong lĩnh vực tác chiến điện tử và đặt nước này vào tình thế hết sức khó khăn. Ông Daniel Pett, thành viên cấp cao tại Viện Hudson của Mỹ, đã viết trong một tuyên bố trước Quốc hội vào tháng 3 rằng đạn pháo Excalibur 155 ly được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS đã đạt hiệu quả bắn trúng mục tiêu tới 70% khi lần đầu tiên được sử dụng tại Ukraine. Thế nhưng, chỉ sau 6 tuần, hiệu suất của nó đã giảm xuống chỉ còn có 6%. Do phía Nga đã điều chỉnh hệ thống tác chiến điện tử của họ để chống lại loại đạn này. Trước đây, khi mà M982 Excalibur mới được chuyển tới Ukraine, nó từng được ca ngợi là loại vũ khí thay đổi mọi cuộc chơi. M982 Excalibur là một loại đạn pháo 155 ly dẫn đường tầm xa. Nó được đánh giá là dòng đạn pháo thông minh tối tân nhất hiện nay, với tầm bắn lên tới từ 40 đến 70 km, tùy thuộc vào cấu hình, với xa số mục tiêu là chỉ 1 mét. Với tầm bắn này, M982 Excalibur có thể bắn xa hơn bất cứ một loại đạn pháo nào trên thế giới, kể cả đạn pháo thông minh 2K25 Krasnopol-M của Nga, vốn chỉ có tầm bắn là 40 km. Việc Mỹ cho ra đời loại đạn pháo M982 Excalibur nó cho thấy bước tiến dài về công nghệ quân sự của nước này so với Nga. Bởi xét về độ thông minh, nó vượt trội hơn hẳn do dòng đạn pháo này được trang bị tính năng GPS, có thể tấn công mục tiêu đối thủ trong rừng và cả những địa hình hiểm trở. Trong khi đó, để đánh trúng mục tiêu, đạn pháo thông minh 2K25 Krasnopol-M của Nga phải đi kèm với chức năng điều khiển bằng laser. Cụ thể, nó đòi hỏi một nguồn chiếu xạ laser liên tục vào vị trí cần đánh trúng, thường là do máy bay hoặc binh lính của các đơn vị đặc nhiệm đảm nhận. Điều này hiển nhiên gia tăng độ rườm rà cho các trận đánh, gây nguy hiểm cho đội lính chiếu xạ laser. Chưa kể, loại đạn của Nga thì cũng không có đầu nổ được lập trình thời gian cho vụ nổ, làm cho lính Nga phải căn chỉnh thời gian để đảm bảo độ chính xác. Tuy nhiên, do độ ưu việt vượt trội, thế nên M982 Excalibur cũng đi kèm với cái giá cao ngất ngưởng. Theo đó thì mỗi quả M982 Excalibur có giá là 100.000 đô vào năm 2022. Nó đắt hơn 50 lần so với những loại đạn 155 ly không dẫn đường. Ước tính là đã có khoảng 3.000 quả đạn M982 Excalibur do Mỹ viện trợ được Kiev dùng để tấn công các thành phố như Kherson, Kharkov và Bakhmut. Trong thời gian đầu, những phát bắn chính xác của đạn pháo thông minh M982 Excalibur đã vô hiệu hóa cây cầu Antonovsky dẫn qua sông Dnepr tới thành phố Kherson. Đây là một trong những cây cầu huyết mạch cho tuyến hậu cần của Nga. Thế nhưng rồi thì một cơn thất vọng đã nhanh chóng ập tới. Giá tiền đắt đỏ cùng với những công nghệ thông minh tối tân được M982 Excalibur khoác lên mình đều đã nhanh chóng biến mất trước sức mạnh tác chiến điện tử của Nga.
trên chiến trường đã từng có thời điểm M982 bắn 19 phát đạn mà chỉ duy nhất một phát trúng mục tiêu. Nếu tính thành chi phí, Ukraine đã phải tốn gần 2 triệu đô cho mỗi lần bắn trúng. Và kết quả này không chỉ gây ra một cú sốc với giới quân sự Mỹ nói chung, mà còn là các nhà sản xuất loại đạn pháo này nói riêng nữa. Binh lính của Ukraine cũng đã xác nhận chính hệ thống gây nhiễu của Nga đã khiến đạn pháo dẫn đường Iskander chịu ảnh hưởng. Do đó, Mỹ đã phải dừng chuyển loại đạn pháo đắt đỏ này cho Ukraine. Các quan chức Mỹ kết luận rằng, để chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, công nghệ Iskander trong các phiên bản hiện tại đã không còn đủ khả năng. Không chỉ Iskander, mà pháo phản lực HIMARS vốn có tầm bắn chính xác ở khoảng cách 300 km cũng đã thiếu hiệu quả trước năng lực gây nhiễu của quân đội Moscow. Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cũng tỏ ra thất vọng khi nói về sự hiệu quả của hệ thống tên lửa này. Mọi thứ đã kết thúc kể từ khi người Nga triển khai tác chiến điện tử, vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh và HIMARS đã trở nên hoàn toàn vô dụng. Đó là chưa kể, còn rất nhiều khí tài tối tân có khả năng tấn công chính xác khác cũng bị chệch hướng trước khả năng tác chiến điện tử của Nga. Nó khiến cho Washington giờ đây phải đắn đo hơn trong việc gửi vũ khí nào tới Ukraine. Bởi nếu bất cẩn, họ sẽ lãng phí ngân sách một cách vô ích. Theo định nghĩa, tác chiến điện tử được hiểu là các hoạt động quân sự trên trường điện tử, bao gồm nhiều kỹ thuật như là gây nhiễu, giả mạo thông tin mục tiêu, v.v. Trong đó thì cụ thể như là gây nhiễu là tính năng đơn giản nhất khi thiết bị này sẽ can thiệp vào tần số kết nối giữa vũ khí và hệ thống dẫn đường để chúng bị gián đoạn. Còn giả mạo thông tin mục tiêu là kỹ thuật phức tạp hơn khi nó sẽ gửi hàng loạt những vị trí giả tới hệ thống định vị của vũ khí, làm cho vũ khí tấn công chệch mục tiêu. Tác chiến điện tử có thể được thực hiện bằng công nghệ ít tốn kém, thế nhưng lại rất hiệu quả. Và cả Nga lẫn phía Ukraine cũng đều đang sử dụng phương thức tác chiến này rất thường xuyên. Tuy nhiên thì Ukraine tuyệt nhiên không thể vượt mặt Nga trong lĩnh vực này. Không phải tự nhiên mà Nga lại có lợi thế dẫn trước này. Nếu xem lại các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga sẽ thấy rằng, kể từ sau khi Liên Xô tan rã, các quan chức quốc phòng Moscow vẫn liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của chiến tranh điện tử. Những vũ khí điện tử được xem như một phương tiện bất đối xứng để chống lại các lực lượng quân sự thông thường, nhằm bù đắp cho sự mất cân bằng của quân đội Nga với NATO trong nhiều lĩnh vực. Và chính nền tảng từ quá khứ này đã giúp Nga có được sức mạnh tác chiến điện tử mạnh mẽ như ngày hôm nay. David Pyle, một cựu sĩ quan Bộ Quốc phòng Mỹ, đã cảnh báo rằng Nga đang sở hữu những hệ thống tác chiến điện tử có năng lực mạnh nhất thế giới, với các thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến và GPS có tầm bắn xa nhất và mạnh nhất so với bất kỳ một quốc gia nào. Tất cả đều là nhờ sự kế thừa và phát triển không ngừng từ thời Xô Viết. Và lợi thế đó ngày nay đã cho phép Nga có thể vô hiệu hóa các loại vũ khí thông minh tối tân của Mỹ và NATO, trong đó có cả những hệ thống pháo tiên tiến như HIMARS. Ông này cũng nhấn mạnh rằng Moscow đã liên tục đầu tư vào việc đổi mới tác chiến điện tử trong nhiều năm. Và trong khi Nga đạt được những bước tiến, thì lực lượng tác chiến điện tử của Mỹ lại chỉ tập trung vào việc thu thập thông tin tình báo ở Trung Đông mà thôi. Điều đó đã làm cho không chỉ Hoa Kỳ mà còn nhiều nước phương Tây đang cảm thấy bị lạc hậu. Ông Mike Nakata, cựu trung tướng lục quân Mỹ, đã kêu gọi nước Mỹ cần phải nỗ lực hơn nữa để giành lấy vị thế thống trị trong hoạt động tác chiến điện tử. Ông cho rằng Mỹ đang tụt hậu về khả năng tác chiến điện tử, không chỉ với Nga mà còn với nhiều đối thủ khác, và rằng khoảng cách giữa năng lực mà Mỹ đáng lý ra phải có được và năng lực thực tế lại ngày càng xa trong nhiều lĩnh vực đấy. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ lạc quan hơn, viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine cũng đã giúp Mỹ nhận ra những hạn chế của mình. Bởi hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ và Nga xung đột trực tiếp đấy. Khi đó thì liệu quân đội Mỹ sẽ ứng phó thế nào khi mà các khí tài mình đặt trọn sự tin tưởng lại tỏ ra vô dụng trên chiến trường. Do đó, bất kỳ biện pháp khắc phục nào được phát triển nhằm giải quyết thách thức do tác chiến điện tử mà Nga đang tạo ra hiện nay đều sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho quân đội Ukraine, mà nó sẽ còn giúp Mỹ giải quyết các vấn đề mà nước này lo ngại từ lâu, trong trường hợp họ sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn. Như vậy thì không khó để đoán được rằng những đợt cải tiến sắp tới của Mỹ và các nước phương Tây sẽ đặt nền quân sự thế giới ở một bước ngoặt mới, nơi mà những ai không vô hiệu hóa được khả năng tác chiến điện tử của đối phương
sẽ phải chấp nhận những rủi ro về an ninh vô cùng lớn. Thế nhưng có lẽ chưa cần phải đợi tới thành quả nỗ lực của phương Tây, mà quân đội Ukraine hiện cũng đang có những phát minh đáng kinh ngạc trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Cụ thể thì hồi đầu tháng 5, các nhà phát triển kỹ thuật quốc phòng của Ukraine đã tạo ra hệ thống tác chiến điện tử Parason nhằm đối phó trước áp lực từ các cuộc tấn công của máy bay không người lái, cũng như để bảo vệ các thiết bị quân sự của họ trước những cuộc tập kích đường không ồ ạt của Nga. Ưu điểm chính của hệ thống tác chiến điện tử Parason là khả năng vô hình trước hệ thống tác chiến điện tử của đối phương, qua đó giúp chế áp, gây nhiễu và làm lệch hướng những đầu đạn tối tân của quân đội Nga một cách hiệu quả hơn. Theo thông tin từ phía Ukraine, ở phiên bản đầu tiên, Parason 01 có nhiệm vụ bảo vệ các vị trí quân sự bằng cách vô hiệu hóa máy bay không người lái FPV của Nga trong bán kính 200m. Trong khi đó, thì biến thể Parason 02 sẽ tập trung vào việc bảo vệ thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái trong cùng phạm vi hoạt động. Cũng từ sự kiện vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng những vũ khí của phương Tây, mặc dù đang được quảng cáo và có những đặc tính rất cao, thế nhưng lại phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong điều kiện chiến đấu thực tế. Sự suy giảm về độ chính xác trên chiến trường Ukraine đã cho thấy những công nghệ này không phải khi nào cũng đáp ứng được kỳ vọng đặt ra như lời giới thiệu của các nhà sản xuất. Vũ khí phương Tây được cho là rất tốt, thế nhưng cuối cùng thì cũng không phải là yếu tố mang tới chiến thắng cho Kiev. Do đó, với những quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn hẹp như Việt Nam chúng ta, đây là một vấn đề đáng lưu tâm, đặc biệt là trong việc chi một số tiền lớn để sở hữu các hệ thống khí tài của phương Tây và Mỹ. Sau cùng thì cách hiệu quả nhất vẫn là tự nghiên cứu và tìm tòi cải tiến dựa trên những sản phẩm được mua về, bởi chỉ khi đó chúng ta mới có thể có phản ứng nhanh chóng cho những thay đổi quá nhanh của các cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay. Nga đã vô hiệu hóa vũ khí Mỹ như thế nào? Theo tờ Defense One cho biết, hệ thống gây nhiễu của Nga được đặt từ mặt đất. Nó hoạt động bằng cách phóng ra một cụm sóng hình nón. Nó can thiệp vào đường truyền GPS từ vệ tinh tới các hệ thống liên lạc trên vũ khí, từ đó khiến chúng bay chệch mục tiêu dự kiến. Hầu hết các khí tài thông minh hiện nay đều dùng GPS để dẫn đường và tấn công mục tiêu. Trong khi đó thì tín hiệu liên lạc của các hệ thống GPS hay hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu hiện nay đều nằm ở băng tần L. Trong đó, tần số trung tâm của hệ thống GPS của Mỹ là 45 MHz, 60 MHz và 42 MHz. Và để gây nhiễu tín hiệu GPS này, Nga áp dụng một nguyên lý rất đơn giản, đó là tạo tín hiệu nhiễu cao hơn cường độ tín hiệu liên lạc của đối phương để ngăn chặn. Chẳng hạn như là hệ thống tác chiến điện tử Tirana 2S hoạt động ở tần số siêu cao, từ UHF, tức là từ 300 tới 3000 MHz, cho tới SHF là từ 3 tới 30 GHz. Nó đang được quân đội Nga sử dụng để gây nhiễu các tuyến đường liên lạc chuyển tiếp vệ tinh, thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn, sóng cực ngắn và sóng di động. Nguyên lý hoạt động của hệ thống này là sau khi phát hiện tín hiệu liên lạc vệ tinh mặt đất của đối phương, nó sẽ tạo ra tín hiệu nhiễu nhắm vào vệ tinh đối phương hoặc tạo ra tín hiệu sai để đánh lừa chúng. Bán kính hiệu quả của hệ thống này đối với thông tin liên lạc từ vệ tinh tới mặt đất là 30 đến 40 km. Gây nhiễu là một chiến thuật chi phí thấp vì thiết bị giá không quá cao và có thể tiêu diệt các loại đạn trị giá hàng chục ngàn đô đến cả hàng trăm ngàn đô. Tuy nhiên thì không phải khi nào nó cũng hiệu quả. Cũng theo tờ Washington Post, các hệ thống khác do phương Tây viện trợ cho Ukraine như tên lửa Storm Shadow của Anh hay tên lửa ARCHAM của Mỹ thì đang ít bị ảnh hưởng hơn bởi nỗ lực gây nhiễu của Nga. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, tên lửa ARCHAM đã phá hủy cả một khẩu đội S-400 tại sân bay Mospin, vùng Donetsk. Bên cạnh đó, bom thông minh GLSDB cùng bom dẫn đường GPS cũng đã tấn công và gây thiệt hại nặng cho sở chỉ huy tiền phương của Nga tại Volchansk thuộc vùng Kharkov, nơi được bảo vệ dày đặc tổ hợp tác chiến điện tử. Điều này thì cho thấy rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga cũng đang tồn tại những kẽ hở và cũng không hoàn toàn an toàn tuyệt đối trước các đợt tấn công dồn dập của phương Tây. Thế nhưng, với những gì mà họ đã làm được trong suốt một năm qua, nó đã tạo ra những thay đổi không thể đảo ngược. Trong quá trình giải quyết những thách thức trước lợi thế từ tác chiến điện tử của Nga, các vũ khí khí tài Mỹ và phương Tây sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn trong việc vượt nhiễu để đủ sức vượt qua sức mạnh của tác chiến điện tử.
sự tiến bộ này của họ sẽ cuốn thế giới vào một cuộc chạy đua mới và sẽ vô cùng khốc liệt trong lĩnh vực quân sự.